Kính thưa quý vị, lời nói đầu tiên cho Hiếu gửi lời chào thân yêu và trân trọng nhất đến với cô chú, anh chị và các bạn trong cũng như là ngoài nước. Rất à, vui được gặp lại tất cả mọi người trong cái video hôm nay. Thì uh, xin kính thưa quý vị là cái video này Hiếu xin chia sẻ cái câu chuyện có liên quan thiền an bên vào vũ trụ và đặc biệt là cái vụ án 50 người xâm nhập gia cư bất hợp pháp gây mất cấp tài sản cũng như là gây thương tích 13% cho thầy Lê Thanh Nghị Nguyên. Thì xin kính thưa quý vị trong cái video này Hiếu nói về cái sự bức xúc của uh, những vị luật sư và đặc biệt là luật sư Lê Ngọc Lưng đang công tác và làm việc tại công ty Chìa Phá Qua Vàng tức là Goki đó thì cái thông tin này thì anh chị em YouTube thì cũng đã chia sẻ ngày hôm qua và hôm nay Hiếu muốn chia sẻ lại cho quý vị cho những ai chưa có cập nhật được cái thông tin này thì hôm nay nghe Hiếu chia sẻ nhé thì trên trang cá nhân Uh, facebook của luật sư lê ngọc lưng cái dòng status có đăng một cái uh, trạng thái với cái nội dung như thế này một sự việc trắng trợn và coi thường pháp luật đã và đang xảy ra tại quyện đức hòa long an các luật sư kinh ngạc khi nhận được cái sự phản hồi từ cơ quan chức năng cơ quan điều tra quyện đức hòa thì như quý vị cũng đã biết là sau khi mà công ty chìa phá và gửi cái đơn kiến nghị lên cho cơ quan điều tra huyện Đức Hòa để xem xét và điều tra lại cái vụ việc mà 50 người đến Thiền Am xâm nhập gia cư bất hợp pháp quý vị. Đó thì bên cơ quan chức năng huyện Đức Hòa cũng có một cái văn bản trả lời cho công ty bên luật sư Lê Ngọc Lân biết. Thì qua cái văn bản trả lời đó thì không có được thuyết phục làm cho luật sư rất là bức xúc cũng như là những ai yêu mến thì Nam rất là bức xúc trong đó cũng có Hiếu. Thì trong cái bản mà trả lời của cơ quan công an điều tra gửi cho công ty chìa phá vàng thì vào ngày 29 tháng 10 năm 2020 công an huyện Đức Hòa tỉnh Long An có nhận được một bản kiến nghị khẩn cấp đề nghị vào ngày 16 tháng 10 năm 2020 của công ty trách nhiệm hữu hạn chìa khóa vàng, địa chỉ số 6, tầng 6 số 241, Điện Biên Phủ, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, đại diện cho bà Cao Thị Cúc, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan và ông Lê Thanh Nghị Nguyên, bị hại trong cái vụ án cố ý gây thương tích mà thụ lý theo số 108 trên 2020. Đó. Thì ngày 29 21 tháng 8 năm 2020 do bị cáo Châu Vĩnh Quá thực hiện với cái nội dung đơn khởi tố bị cáo bị can đối với ông Võ Văn Thắng về tội xâm phạm chỗ ở của người khác, khởi tố bổ sung đối với ông Võ Văn Thắng về vai trò đồng phạm để điều tra về tội cố ý gây thương tích, vật gây tổn thương và sức khỏe cho người khác và tội hủy hoại tài sản hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản khởi tố bổ sung đối với bị can châu dịnh hóa về tội xâm phạm chỗ ở của người khác tiến hành xác minh điều tra hành vi của những người liên quan ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp cấm sức cảnh đối với ông thắng và những người có liên quan đó thì uh, sau khi mà cơ quan công an điều tra huyện Đức Hòa họ đã tiến hành cái cuộc điều tra và cho ra một câu trả lời là không có đủ cơ sở để mà buộc tội ông Thắng thưa quý vị thì chúng ta rất là bức xúc trong cái văn bản trả lời này của cơ quan công an điều tra quyền Đức Hòa đúng không ạ sao mà không đủ cơ sở được quý vị thì như quý vị cũng đã biết khi mà chúng ta xem cái đoạn video clip đó mà ở trên YouTube đăng tải rất là nhiều đặc biệt là ở bên Thiền Am cũng đã lưu trữ được cái video clip mà cái ngày À, mà những người ở bên uh, ông thắng đó vào thiền am để mà xâm nhập quậy phá và gây thương tích cho những người ở đây thì quý vị cũng đã biết là cái sự náo nhiệt ồn ào đó với một cái hành vi là tự động đó dù cho người ta có mở cửa đi chăng nữa nhưng mà anh vào cũng không có quyền hạn gì mà anh đi lục xót từng ngõ ngách ở trong uh, nhà của người ta đúng không ạ còn đằng này là ông thắng dẫn một số lượng người rất là đông thì theo hiếu điếm thì nó không có dưới là 30 người mà trên 30 người có thể là lên tới 50 người theo những gì mà ở Thiền Nam chia sẻ thưa quý vị nhưng mà bên cơ quan cảnh sát điều tra thì họ nói chỉ có 12 người thôi theo những gì mà ông Thắng khai thì không có thuyết phục trong cái vụ án này thì như quý vị cũng đã biết là trong cái ngày hôm đó thì họ vào đây rất là hùng hổ đúng không ạ họ đã chia nhau ra đi tìm Diễm My lục các cái ngõ ngách đặc biệt là ông thắng ông rất là xông xáo trong cái việc này nó không có từ một cái chỗ nào cả kể cả tủ rồi cửa phòng khi mà vào trong còn khóa trái lại không cho ai vào hết thì đây là một cái việc làm mà chúng ta cần phải lên án không có thể nào mà để cho nó lắng xuống được trong cái thời điểm hiện tại chúng ta phải có cái tiếng nói rất là mạnh mẽ trong cái việc này thì quay trở lại với sự bức xúc của các luật sư thì luật sư lê ngọc Linh cũng đã làm một cái bản kiến nghị để mà cho những người ở thiền nam đặc biệt là các thầy đã đọc cái bản kiến nghị đó lên cho chúng ta biết là sẽ gửi bản kiến nghị này hoặc là làm những cái lá đơn gửi từng cấp một từ địa phương cho tới trung ương không có bỏ lọt một cái chỗ nào cả thưa vị và đặc biệt là sẽ gửi cho bộ công an đặc biệt là gửi cho bộ trưởng tô lâm đó cũng rất mong là ông vào để mà xem xét xử lý cái vụ việc này không thể nào mà để cho nó chìm xuồng cũng như là lắng xuống được không có một cái thế lực nào mà đứng phía sau để chống đỡ cho cái hành vi này chúng ta cần phải lên án bởi vì nó là một cái sự uh, sai trái đối với pháp lực cái vụ việc mà xâm phạm gia cư bất hợp pháp của người khác là rất là rõ ràng ở trong cái quy định của pháp luật thì chúng ta biết là nó là một cái việc làm sai trái hoàn toàn không thể nào mà đứng mà để cho họ hoành hành như vậy được đúng mà cần phải có một cái biện pháp xử lý nghiêm để găng đe cho những cái trường hợp sau này tương tự như ông thắng đột nhập vào nhà của người khác thì nó gây mất an ninh xã hội nó gây cái nỗi lo sợ cho người dân trong cái thời buổi hiện tại thì quý vị cũng đã biết cái đời sống nó càng ngày càng phát triển thì pháp luật cần phải nghiêm minh và trừng trị cho những kẻ mà coi thường luật pháp như thế này thì chúng ta không thể nào mà ngồi yên chúng ta cần phải có cái tiếng nói của mình càng mạnh mẽ hơn nữa để cho tới tay bộ trưởng tô lâm mà ông vào để mà xem xét cái sự việc này xử lý một cách thích đáng thì thưa quý vị là cái thông tin mà nói về luật sư Lê Ngọc Lân bức xúc cũng như là những người mà làm luật thì cũng đã lên tiếng về cái vụ việc này rất là nhiều thậm chí là luật sư Lê Ngọc Lưng cũng đã đăng cái trạng thái của mình đó cái dòng status ở trên cái youtube ở trên facebook thì ông cũng đã chia sẻ là uh, cái vụ việc này mà tại sao cơ quan uh, công an huyện Đức Hòa lại làm ngơ như vậy được không thể nào mà chấp nhận thưa quý vị đó cho nên là luật sư kêu quý vị cũng như là kêu tất cả chúng ta những ai mà tin tưởng về vị luật sư này hãy bình tĩnh và chờ đợi luật sư sẽ làm cho tới nơi tới chốn trong cái vụ việc này cho nên là quý vị cùng với hiếu chúng ta hãy kiên nhẫn và chờ đợi uh, luật sư có một cái động thái có một cái uh, sự tiến hành ở trong cái tương lai và những cái lá đơn cũng như là những cái bản kiến nghị như thế này Luật sư sẽ làm cho tới nơi tới chốn Và đặc biệt là gửi cho Bộ trưởng Bộ Công an Xem xét cái vụ việc này Thưa quý vị không thể nào mà bỏ lọt tội phạm được đúng không ạ à? Đó, thì chúng ta chờ đợi cũng đã lâu Thì bây giờ chúng ta lại tiếp tục phải chờ đợi nữa thưa quý vị Thì sớm muộn vì thì cái vụ việc này cũng sẽ đưa ra ánh sáng Và sẽ có một cái biện pháp để xử lý găng đe cho những trường hợp sau này thôi đó cho nên là chúng ta phải hết sức là kiên nhẫn hết sức là bình tĩnh và chờ đợi đó những cái gì mà bây giờ cần làm nhất là chúng ta có cái tiếng nói của mình đó mỗi ngày chúng ta càng nói thì cái sự việc của nó sẽ đi đến bộ nhanh hơn đúng không ạ à? chứ không thể nào mà để cho mà nhẫn nhơ dưỡng dưng được với cái hành động như thế này đúng không quý vị trong thời gian vừa qua và đến bây giờ nhắc đến cái vụ án 50 người thì người ta sẽ nghĩ đến Thiền Am. Đó cái vụ này là nó rất là nổi tiếng gây xôn xao dư luận trong nước cũng như là ngoài nước. Ai cũng quan tâm và ai cũng rất là bức xúc cho những cái việc làm này và đặc biệt là bức xúc cho cơ quan uh, chức năng tại huyện Đức Hòa. Có người đặt câu hỏi là tại sao cơ quan chức năng huyện Đức Hòa lại dưỡng dưng mà không có xử lý việc này cho nó ra ngô ra khoai. Đó, chẳng hạn như cái trường hợp mà của uh, phi thiên ân gọi là anh chàng nhan chuối đối với vị thì xử lý rất là nhanh khi mà thiền am có một cái tường trình một cái đơn gọi là tố giác tội phạm đó thì bên cơ quan chức năng xử lý rất là nhanh và ngày hôm qua cũng đã đưa ra một cái kết quả đó một cái kết luận cuối cùng đối với anh chàng này là cái bạn cảnh cáo là không có vi phạm về sau nữa đối với anh chàng bán rau này thì cũng rất mong là trong cái vụ việc 50 người này cũng sớm sáng tỏ giống như là cái vụ của anh chàng bán nhang đúng không à? chúng ta hãy tiếp tục chờ đợi nha quý vị. thì cái thông tin hôm nay là hiếu muốn chia sẻ cho quý vị được biết là những người luật sư rất là bức xúc, đặc biệt là luật sư lê ngọc lưng và công ty chìa phá vàng gọi là gokey đó quý vị, một công ty rất là có tiếng ở việt nam nha. đó. cho nên là vị luật sư tài ba lê ngọc lưng cũng là một trong những vị luật sư rất có tâm có tầm và có đức. cho nên là quý vị cũng an tâm trong cái việc này và chúng ta hãy tiếp tục kiên nhẫn theo những gì mà luật sư nói là hãy nên chờ đợi. Đó thì chúng ta cũng tiếp tục chờ đợi thôi nha quý vị thì cái video hôm nay là chỉ chia sẻ như vậy thôi đến đây thì nó cũng đã dài cho hiếu xin được kết thúc và xin hẹn gặp lại tất cả cô chú anh chị và các bạn trong và ngoài nước trong cái video tiếp theo hãy đăng ký kênh like bấm chuông bên cạnh cũng như là chia sẻ để tiện theo dõi những cái video mới nhất và ủng hộ cho hiếu fan vlog ngày càng mạnh mẽ hơn hiếu sẽ cùng với quý vị khán giả trong và ngoài nước yêu mến thiền am có cái tiếng nói của mình đi đòi lại công bằng lẽ phải cũng như là binh vực những người thấp cổ bé họng à xin cảm ơn quý vị rất là nhiều cuối video thì hiếu cũng xin kính chúc cho tất cả cô chú anh chị và các bạn trong nhà ngoài nước luôn luôn có thật nhiều sức khỏe thân tâm an lạc gia đình hạnh phúc và thành công hơn nữa trong cuộc sống cũng như công việc à xin cảm ơn và xin kính chào tạm biệt xin hẹn gặp lại quý vị trong video tiếp theo